phải báo thù cho cha con nha. Mối thù của gia đình con phải trả. Ông Thảo bố cáo, nói cần trai làng để đi phục. Nhà nào một trai thì được miễn, nhà nào hai trai trở lên thì phải cử ra một người để đi phu đợt này. Lợi dụng cơ hội triều đình tuyển lính đi phu, Trắc Thiền âm thầm lên kế hoạch hãm hại nhà họ Đỗ. Người biết, điều ta muốn thấy là gia đình họ, mẹ phải khóc con, anh phải khóc em, vợ phải khóc chồng. Mẹ ơi, mình ơi, quả tới rồi, phen này nhà mình nguy rồi. Ai đi phu mà còn có mạng quay trở về chứ. Giữa hai người con trai, bà Đỗ sẽ chọn ai để đi phu, và gia đình bà sẽ phải chống chọi như thế nào trước những âm mưu hiểm ác của Trác Thiên? Mời quý khán giả đón xem hai tập tiếp theo của chương trình Chuyện xưa tích cũ, câu chuyện Gia đình họ Đỗ, được phát sóng vào lúc 19:15 thứ hai, thứ ba, ngày 19-20 tháng 11 năm 2018 trên truyền hình Vĩnh Long 1.